Năm 71. Năm 71, ba có đặt tên là con bạn là gì không? Đặt tên là Trần Quốc Tấn. Trần Quốc Tấn. Tôi sanh được một tháng là tôi nhờ bà Tư nuôi giùm, rồi bà Tư mới nuôi đó, rồi không biết. Anh chào em nhé. Dạ, Thì chào anh. hôm nay anh với lại Huy Hùng thì cũng nhận được một cái lời giới thiệu của em. Vì vậy cho nên anh cũng từ một tỉnh rất xa về đây để tìm hiểu cái thông tin là em giới thiệu là có một người mẹ. Hiện nay thì cũng có thể là rất giống người mẹ của anh ca sĩ là đi tìm trong suốt những năm tháng vừa qua. Vâng. Vì vậy cho nên anh cũng muốn xuống đây để tìm hiểu thực hư cái hoàn cảnh, cái trường hợp mà một người mẹ sinh con cái thời điểm năm 1971. Thì hiện nay thì để anh muốn biết cái thực tế là cái câu chuyện nó như thế nào, sẽ có trùng khớp hay không. Thì anh muốn hỏi em, thì em là một người dân ở đây sinh sống và em cũng từng tiếp xúc với bà. Thì em có thể cho anh biết rõ cái câu chuyện như thế nào để em có thể em chia sẻ cho anh được không? Cũng không có gì, em cũng không có quen bà trước, giống như là bình thường á, bà đi cắt thuốc nam gần ngang đi ngang nhà em mỗi ngày, rồi cái tình cờ bữa đó là bà vô bà cắt tóc tiệm em nè, rồi bữa đó là cũng có một cái bạn già của bà đó, là lâu lâu mới gặp lại đó, rồi hai bà vô cắt tóc xong là hai bà ngồi nói chuyện. Là ngồi nói chuyện là bà kia mới hỏi là bà con Mỹ lai của bà đó hiện tại sao rồi. Rồi bà mới kể, em nghe cái câu chuyện kể là cũng giống ca sĩ Randy quá. Rồi trước đó là em giống như cái linh tính của em là lúc mà mới thấy là cái tin tức mà ca sĩ đi tìm mẹ đó, là em nói ủa cái người này giống lai lai người Campuchia quá. Đó là em mới nghĩ là thôi bây giờ tình cờ đi em chụp hình, em chụp lén nữa đó. Em chụp hình bà, em chụp bà ngồi đó đó. Rồi em lên YouTube á, em kiếm kiếm thông tin tìm mẹ Randy. Thì em có liên hệ, rồi em có kể sơ qua cái câu chuyện đó cho anh, rồi em cũng dòm em nói là em gửi hình của bà đó cho anh đó coi. Em nói là giống dữ lắm, rồi thì bàn tay đồ thấy cũng rất là giống nữa. Rồi nhờ anh là tìm kiếm giùm. Có nghĩa là cái câu chuyện thì em là người dân sinh sống ở đây Vâng. và em cũng thấy bà nói chuyện, bà ghé lại cắt tóc Dạ. đúng không ạ? Vì vậy cho nên là bà cũng nói một cái câu chuyện là ngày xưa trước đây bà cũng sinh một người con Mỹ Lai Dạ. mà cũng bị thất lạc. Vâng. Thì bà cũng đang nghi ngờ là anh ca sĩ Randy là con của bà. Dạ. Vì vậy cho nên bà cũng chia sẻ với em. Dạ. Vì vậy cho nên em cũng liên hệ cho tụi anh, phải Vâng. không ạ? Dạ. Vì vậy cho nên là anh cũng nắm bắt được thông tin. Thì hôm nay tụi anh cũng xuống đến đây để tiếp cận cái thông tin. Nó có cái gì để hy vọng đối với Vâng. anh ca sĩ Danny không? Nếu đúng thì thực sự là một cái niềm vui quá tốt, không những đối với bà mà đối với anh ca sĩ Danny cũng vậy. Vâng. Bởi vì hiện nay thì cô chú anh chị khán giả ở trong và ngoài nước rất nhiều người hiện nay đang chờ ngóng, chờ đợi cái tin gọi là để gọi là hai mẹ con gặp nhau. Vâng. Thì cũng suốt rất nhiều năm qua rồi. Thì vì vậy cho nên hôm nay cũng xuống đây để tìm hiểu cái thực hư cái câu chuyện. Dạ. Thì bây giờ anh sẽ xin phép anh sẽ nói chuyện với bà xíu ha. Vâng, anh thoải mái. Ông bà. Bà khỏe ha. Dạ. Thì con cũng nghe được cái thông tin, phải nói là cũng rất nóng, nên vì vậy con cũng lặn lội đi xuống đây để tìm hiểu Dạ. cái thông tin. Dạ Dạ. xem là cái thông tin nó có trùng khớp hay không. Dạ. Dạ. Thì con chào bà ha. Dạ. Dạ. Bà xin cho con xin phép là cho con hỏi là bà tên là gì ạ? Dạ, Thạch Thị Út. Dạ. Bà năm nay là bao nhiêu tuổi vậy? Dạ, sinh năm 1943. Dạ, sinh năm 43. Dạ. 43 năm nay cũng 78, 79 này ha. Dạ. Dạ. Bà cho con hỏi thế này. Bà trước đây là cái cuộc sống thì bà sinh được mấy người con, mà cụ thể thì bà có một người con Mỹ Lai là thời điểm Trước mà lâu chưa? có Như thế nào? dạ, trước có một người con Việt Nam mà chúng ta cũng bỏ rồi, Dạ. còn đứa con ngày sau mới được đứa con Mỹ Lai đó. Dạ. Dạ. Thì cái thời điểm mà bà cái tình huống mà bà quen với người Mỹ Lai là như thế nào, bà có thể bà chia sẻ cho cộng đồng và mọi người được biết cái Dạ câu lúc chuyện không? đó tôi khổ lang bang rồi đi ở với người bạn ở tỉnh Trà Vinh á, Dạ. rồi mấy người bạn cũng có chồng Mỹ, Dạ. rồi bà mới kêu tôi ở chung. Dạ. Ở chung rồi bà nói đi về xứ Yên Chi, xứ quê thì nhà cửa cháy hết, bây giờ mẹ ở với tao đi. Dạ.
rồi tao lãnh đồ của Mỹ là giặt chia nhau xài đó, rồi giặt cho ổng rồi đó, rồi ở 3-4 tháng rồi quen ổng lại. Quen 3-4 tháng? Dạ. Quen được đâu 3-4 tháng rồi ổng về nước à, gặp ổng được 3-4 tháng gì đó. Mà có bầu ổng cũng không biết, biết có không tôi cũng không biết nữa. Không biết luôn, không nhớ luôn. Ổng làm, ổng bên quân dịch cái gì đó. Tới chừng ổng mãn ổng đi. Bà ơi cho con hỏi, thì thời xưa, thời gian trước thì bà quen với lại một người người Mỹ, người lính Mỹ ngày xưa. Dạ. Thì bà quen trong khoảng 3-4 tháng ha. Dạ. Thì quen cỡ chừng 5 tháng trả lời à. Dạ là lúc mấy thời điểm thì người lính Mỹ có tặng cho bà ít đồ gì không? Hồi lúc đó ổng cũng có tặng. Dạ. Ổng sắp về nước chừng 2 tháng ổng cũng mua đồng hồ, mua sợi dây chuyền rồi cho. Rồi ông tặng tấm hình, rồi tấm hình đó con tôi nó chơi nó té bỏ. Rồi ổng cũng lấy tấm hình tôi đi về nước, ổng hết 2 tờ nữa. Cái tôi mới hỏi lên chi, ổng nói đem đi cho bà già, ông già cho biết là ổng về nước Việt Nam, ổng có bồ Việt Nam. Ổng nói vậy đó. Dạ. Thấy chưa? Trời ơi, ổng lên máy bay cái ổng tay ổng đưa vậy nè, ổng tới cái mảng Nam ổng quảng mảng đó. Lên cái ổng. Vậy là bà cũng ra sân bay bà tiến ông ha? Ông không có sân bay, ông cũng gần, ở gần nhà đó. Lên cái thấy đưa tay chân lên vậy. Thì cái người lính Mỹ bà cho con hỏi thêm một xíu là bà quen trong vòng khoảng nửa năm, khoảng 5-6 tháng ha? Dạ. Khoảng 5 tháng ha? Thì cái người lính Mỹ đó thì cái thời điểm bây giờ quen bà xong rồi về đất nước của bên Mỹ ha? Dạ. Thì bà một thời gian sau bà sinh con. Dạ. Thì bà sinh con cái thời điểm bây giờ là năm bao nhiêu bà? Thì quen họ ổng hồi năm 71 á. Dạ. 71 ha. Dạ. Dạ. Mà đau bụng đẻ đi đâu có tới bệnh viện đâu, mới tới nhà thờ cái là bắt đầu đẻ, nằm xuống đó đẻ rồi. Dạ, lọt. Dễ quá ha. Dạ, lọt rồi mới mấy bà bệnh viện ta lại ta khiêng đi. Khiêng đi cái sang xong cái tôi nói buồn quá, ở với chị người ta không có nuôi bị, có đứa con Việt Nam mới có 3 tuổi nữa rồi có nữa nữa, rồi người ta cũng thất nghiệp, chồng ta cũng đi về nước rồi, bà đó cũng chồng Mỹ nữa. Rồi thành ra người ta hất hủi, tôi nói bây giờ tôi suy nghĩ lại, tôi bồng con nuôi rồi tôi biết đi ở nhà ai. Rồi tôi sanh cái thôi, sáng cái bà sư lại cái tôi mới nói bà sư ơi. Cho con gửi đứa cháu đi, con không có khả năng. Cái bà cười. Cái bà hỏi sao vậy? Tôi nói tại vì tôi sanh không có chồng. Chồng trước người ta cũng thôi rồi, bây giờ nuôi đứa con rồi, bây giờ ông sao này người ta về nước rồi, bây giờ tôi bồng con về rồi, đâu có ai, đâu có nhà cửa. Bây giờ tôi nhờ bà sư bồng đem đi nuôi giùm. Cái bà bồng đi mất tiêu luôn. Bồng đi mất. Bà cho con xin phép cho con hỏi lại thế này. Thì cái thời điểm bây giờ bà sinh con bà thì năm bao nhiêu bà? Dạ, năm 71. Năm 71, bà có đặt tên là con bà là gì không? Đặt tên là Trần Quốc Tấn. Dạ, tôi sanh được 1 tháng, tôi nhờ bà sư nuôi giùm, rồi bà sư mới nuôi đó, rồi không biết bà chuyển cho ai, ai cũng từ đó tới sau. Tới bây giờ là mất tích luôn. Dạ, không có biết, không vậy biết. Từ ngày đó giờ bà có đi tìm không? Dạ, không. Không đi tìm. Đâu có đi tìm, có mình già rồi, đâu có tiền bạc gì đi tìm. Dạ. Bà cho con hỏi là hiện nay thì bà sống lương tựa bà ấy, nguồn... như thế nào đây bà sống đây hiện nay về, bởi vì con thấy bà cũng tuổi rất cao rồi. Sống mỗi ngày đó hả? Dạ, hàng ngày bà sống bà mỗi ngày nào? Sống có một mình, có con Việt Nam mà người ta ở riêng, tôi ở một mình vậy. Thì cũng nhờ chồng xóm người ta cũng từ nghiệp, người ta cho gạo, cho tiền, rồi lâu lâu người ta cho rồi đi làm chặt thuốc nam rồi bán gì thêm gì đó. Chứ không vậy có... là bây giờ là hàng ngày bà nhờ bà con trồng xóm. Dạ, nhờ cái bà nhất, con trồng xóm. Bà cũng chặt thuốc lá mà dạ. Cụ thể là những cái thuốc gì bà có thể tiết lộ được không? Cái cây gì? Cái cây thuốc gì cũng được hết á, miễn đi đem đi chặt phơi cái người ta lại người ta cân ra, người ta đem đi ra làm thuốc thu y gì đó. Dạ. Một ngày thu nhập được nhiều không bà? Một ngày bữa nào mà chặt được nhiều chắc cỡ chừng 30-40 ngàn chứ không có nhiều. 30-40 ngàn bà ăn có hết không? Một ngày nhưng mà phơi 2-3 ngày mới được, chứ không phải chặt bán liền đâu. Thế là ngày nào bà cũng đi chặt đi? Ngày nào cũng đi chặt. Ngày nào mình cũng có thu nhập. Một ký được 6 ngàn. Ồ, 6 ngàn một ký cũng nhiều quá. Mà một ký nó nhẹ xìu, phơi khô quá cậu. Dạ. Nó nhẹ xìu ăn ký. Một ngày bà chặt được 100 ký không? Một ngày. Một ngày giỏi chừng...
năm sáu ký tức là đem lại phơi á, đâu có bao nhiêu cô heo hết trơn. Chặt buổi sáng à, chứ không có chặt ngày đâu. Vậy, sáng bà cho con hỏi này, thế vậy là trước đây bà sống bằng cái nghề gì, hay là mình vẫn chặt thuốc lam từ trước giờ ha? Ở trước á thầy giặt giả đó, rồi sau về cái mấy cất cái nhà nhỏ ở rồi cái mấy băng quang băng mía băng trái cây rồi đó. Đó rồi sau này cái đó, hết nổi rồi ở vậy. Rồi mới đi chặt thuốc nam bán. Bán nhiều nghề ha. Dạ. Hồi đó đi chợ mía, chợ ổi trái cây rồi đi bán tùm lum vậy đó. Chứ không có ở không đâu, cũng làm tùm lum mà làm có mình. Tiếp khổ bà, lắm cậu bà ơi. Bà cho hỏi thế này, bà quen cái ông Minh Mỹ á, là cái quen vào cái tình huống như thế nào? Quen ai? Bà quen cái người lính Mỹ thời xưa đó bà. Dạ. Là bà quen là vào cái thời điểm nào như thế nào? Quen là bà quen là trong cái tình huống nào á? Mình gặp nhau ở đâu á? Hồi đó là tôi ở với chị bạn đó, chị bạn đi làm sở Mỹ đó. Làm trong tiểu khu đó, rồi chị bạn chị lãnh đồ đem lại. Chị coi trong trong phòng đó tới 5-10 phòng lận. Chị nói thôi mày ở với tao đi, tao mày nấu cơm rồi cho tao ăn, người ta lãnh đồ đó đem lại giặt. Rồi lấy tiền chia nhau đó, rồi giặt cho mấy ông đó đó. Mấy ông đi hành quân 2-3 ngày, cái đem lại một bó về tôi giặt ủi rồi chị, cái người chị chở đem đi. Cái bà lại ha. Dạ rồi riết có quen nó lại nó quen. Tôi không có biết nói chuyện với y đâu. Y lại tôi chạy không à, tôi chạy tới rầy đầu gối hết trơn á. Rồi sau cái y mới kêu thông dịch lại đó, rồi cũng như ông trọc kẹo, ông nói chuyện thích mình á. Rồi ông dạ. Rồi sau cũng ở cũng biết được vài tiếng mà bây giờ quên hết rồi. Bà thử nói một hai từ tiếng Mỹ cho con nghe nè. Không nói được. Hồi đó biết mà nói không nói tiếng tiếng Mỹ đó, nói tiếng bồi không à. Dạ nói tiếng bồi cũng như ổng lại cái tôi ngồi giặt đồ ông hỏi chứ má mới san với chú đu cái tôi nói cái thằng này cái gì mà lại hỏi hoài. Cái ông thông dịch ra ông nói ông hỏi chị làm cái gì đó. Cái sao nó biết người ta nói cái nó lại hỏi tôi mám san quá chưa đuôi tới đây đu lon gì đó, đu lon gì là giặt đồ đó, nó chén bồi đó phải không à đó. Rồi nó kêu đi chợ rồi nó cũng nói cho ngay rồi nó biết bây giờ quên vậy là biết ha. Dạ biết chút đỉnh bị với cái ông đó làm thông dịch nó chở đem lại đó chứ không phải cái thời bây giờ thì cái người bạn của bà, cái người bạn bên Mỹ, cái người lính Mỹ cho bà nhiều tiền không? Bây giờ bà ở bên Mỹ á. Không, cái người quen bà ấy, cái người bạn trai người yêu á cũng cho vậy. Ba bốn bữa, hai ba bữa cái nó xách lẹ xe lại, cái nó rủ đi chợ mua đạm cái nó cho. Cho anh lạnh trăm đô vậy hai ba ngày. Hai ba ngày cái nó lại nó rủ đi chợ. Cái tôi nói cái tiền nó đi nó cho tiền, đi cái nó cho anh trăm đó. Thì hai ba ngày nó lại chơi, một hai ngày nó lại à. Thế bà lại cái thời gian mà thất lạc mà hai người gọi xa cách nhau bà từ lúc bà nhớ chứ không? Nhớ chứ. Dạ. Bà nửa đêm bà có làm mơ không? Bà có ngủ không? Bà mơ thấy ông mèo thăm bà không? Có không? Cũng nhớ mà giờ tôi già tôi quên hết rồi. Nó là đó chứ cũng tôi thương ổng lắm chứ. Mà tôi tức con tôi nó làm mất cái hình ổng, nó xé làm mất tiêu cái hình. Ổng cho cái hình tôi bự vậy nè. Cái hình ổng đẹp trai lắm á, ổng người Mỹ chứ mà ổng đẹp trai nó mãi bà này coi, bà này cũng biết nữa nè. Lại chơi mỗi ngày. Thế khổ nhỉ. Bà cho con hỏi thế này. Dạ. Thế bà có cái linh cảm nào với nhà ca sĩ Danny không? Bởi vì hiện nay thì trời ơi con nhìn thì khuôn mặt của bà thì thấy nó cũng có rất nhiều nét giống giống và cái nét cái thứ hai là tên tuổi bà mà có thể là những năm sinh nhé. Thì cũng có gì đó rất nhiều phải là trùng hợp. Thì con cũng muốn hỏi về ý kiến của bà là bà hiện nay thì cái linh cảm của bà trong người ấy. Và cảm giác là cái anh ca sĩ Danny liệu có phải con của bà không? Cảm giác tôi mong là con tôi. Thấy nó cũng giống không? Đem để cái hình gần nhau thấy cũng giống mà bằng tay đâu. Rồi ai cho hàng xóm người ta thấy ai cũng nói giống hết trơn. Đâu bàn tay bà giơ bàn tay cho con xem nào. Bà giơ hai bàn tay. Con hai nè. Đại chứ nghe. Nghe hả? Dạ. Hai bàn tay. Thì tay thì nhìn cũng giống. Cái nước da thì cũng có vẻ là cũng giống khuôn mặt cũng
giống. Dạ. Dạ, ừ, chân mày cũng vậy, đúng rồi. Lỗ mũi thì đặc đặc giống à? Lỗ mũi thì rất giống. Giống không cậu? Dạ, lỗ mũi thì rất giống. Mấy người chồng xóm ta thấy ra nó giống không à? Dạ. Thế bà có đi tìm kiếm con bà thứ nhất nhỉ? Bà có đi tìm không? Không. Bà có đi tìm anh Randy không? Không, đâu có đi đâu. Tôi già rồi đâu có đi đâu. Không, đâu. Trước đây thức thời trẻ bà có đi tìm không? Không tìm. Mất tích luôn rồi đó. Biết đường đầu tiên. Biết đường đâu. Tội quá ha. Dạ. Bây giờ nếu mà bà tìm được, bà có mừng không? Trời ơi, mừng lắm á. Bây giờ tôi già rồi, thấy vợ tìm con tôi được, tôi mừng. Tôi không có mong gì tìm cho được gặp mẹ con vậy thôi, chứ không có muốn mà nó tìm lại giàu có gì không á. Tôi muốn tìm cho được hai mẹ con. Mong muốn là dạ, mong mẹ mong con. Muốn là mẹ con gặp nhau. Dạ. Thực sự là tiền bạc bây giờ rồi. Dạ. Tuổi già rồi cũng. Tuổi già rồi không có cần gì đâu, dạ. Cần gặp mẹ con gì. Dạ. Là vậy được rồi, cũng mừng rồi. Dạ, nói chung là ai cũng mong muốn là dạ. Mẹ con được gặp nhau. Mà nó có con đó, tôi cũng mừng, tìm được cháu còn mừng nữa. Dạ, cảm mừng dữ ha. Dạ. Chứ không có mà nó tìm rồi muốn giàu có không có đâu, già rồi không biết chết nay mai gì. Dạ. Mong cho tìm cho được con thì tôi mừng, mẹ con gặp nhau vậy được rồi. Dạ. Nghe tội mà. Dạ. Bây giờ bà hiện nay bà đi bằng phương tiện gì? Thường thường bà đi chợ hay bà đi đâu? Bà đi bằng phương tiện gì? Dạ, đi xe đạp đó. Ồ, bà vẫn đi được xe đạp luôn á? Dạ, đi xe đạp. Bữa hôm té bằng chân cái chân nè, đi xe đạp. Bà lớn tuổi mà bà vẫn còn đạp rất khỏe. Đạp giỏi hơn em nữa đó. À, khỏe mà minh mẫn ha. Dạ. Đi xe đạp luôn. Đi chặt thuốc, mấy người nói cho 80 tuổi mà còn mạnh, không mạnh rồi không làm có gì ăn cậu. Dạ. Cũng ráng mừng á. Dạ. Bệnh hoạn thì cũng răng đi mần. Dạ. Nhưng mà bà thì hiện nay con nhìn thì cũng sức khỏe vẫn còn được, may mắn là sức khỏe vẫn tốt. Dạ. Dạ. Bà đã xem cậu... thấy những cái hình ảnh nào của anh ca sĩ Randy chưa? Dạ. Bà đã thấy những cái hình ảnh hoặc là cái video nào của anh Randy chưa? Bà thấy anh hát chưa? Anh bà thấy anh hát chưa? Thấy hát kìa. Dạ. Thấy. Thấy ha. Dạ, dòm thấy vô thấy nó hát kìa. Đúng không? Chảy nước mắt rồi. Dạ, khóc luôn á. Khóc á, không phải ấy đâu, tôi thấy tôi khóc luôn á. Dạ. Tội nữa. Bà tự mở xem hay là ai cho bà xem? Xem nhà bà này nè. Dạ. Bà xem nhờ ha. Dạ, trên nhà đâu có máy móc gì đâu. Dạ. Xem đi, xem nhà người ta, ở gần anh ta mở, thấy người ta kêu đi, nó nói, bà ơi lại đây, con sao bà đi, con Mỹ ơi nào bây giờ, rất có con Mỹ trong đó, ta kêu lại coi không à. Dạ. Còn có vụ đi tìm đi gì không có, tôi đâu có gì. Hàng xóm ở đây là ai, người ta nhìn anh nó đi, người ta cũng nói là con của bà hết hả? Dạ, đó anh ta thấy ai cũng kêu đi coi, nói con bà không à. Dạ. Một chục người ai cũng nói con bà không vậy đó. Dạ. Thấy sao mà giống quá. Thấy giống, à, tôi đi xem tôi khóc không à cậu ơi. Dạ. Sung rương. Tội nghiệp cho bà. Bây giờ mong muốn là tuổi già rồi. Con mong muốn là không mong muốn gì hơn, chỉ mong muốn được gặp con thôi. Dạ. Yeah. Yeah. Chỉ được mẹ con nhận nhau thôi. Yeah, là yeah. Quý giá lắm này ha. Dạ. Yeah. Thì anh Randy thì anh cũng chỉ hy vọng là nhận được mẹ của mình. Yeah. Dù rằng mẹ của mình là ai, mà mẹ của mình có con là có anh ấy, trong trường hợp bất kể trường hợp nào. Yeah. Anh cũng đều tiếp nhận hết. Dạ. Yeah. Thế chứ không phải là buộc lòng là ví dụ như là hai người phải yêu nhau hay phải thương nhau. Dạ. Yeah. Anh đã giải thích hết rất nhiều rồi. Dạ. Yeah. Yeah. Thì con cũng mong muốn là trong thời gian tới thì giữa bà và anh ca sĩ Randy thì có cái gì gì đó nó trùng hợp mà thì mình sẽ tiến tới những cái bước tiếp theo, có thể là ví dụ như là xét nghiệm hay gì đó thì nó để nó cụ thể hơn. Thì hiện nay thì cuộc sống thì hàng ngày bà tự nấu ăn một mình ha, bà có sống chung với ai đâu, con cháu? Dạ không, có một mình một. Một mình luôn. Dạ. Trời. Có chồng xóm ở gần ở nhiều khi ra cho đồ ăn đồ đó. Bà, có khi mình mua ăn. Vậy là mưa gió thì sao? Mưa gió cũng ở mình. Bà làm... Lát cậu đi coi nhà tôi cái đất hết trơn rồi. Dạ. Nhà tình thương á. À, dạ. Tình thương, tình thương ta cho cũng mười mấy hai chục năm gì rồi. Ồ, đây là nhà tình thương chứ không phải là nhà tự mình làm. Dạ không, nhà tình thương, lát cậu đi. Cậu vô nhà tôi coi đi. Dạ. Tội nghiệp. Tôi nói chuyện tôi không có biết giả dối đâu. Dạ. Đầu thì nay đó à. Dạ. Hôm con nhìn bà rất hiền lành, thật thà, chất phát, yeah. Phúc hậu. Dạ. Gỡ mất kiến ra. Tội quá. Rồi theo như chị là hàng xóm ở đây thì chị cảm thấy bà có nhiều nét giống ca sĩ Randy không?
rất giống nha. Giống. Theo em thì em nghĩ là rất là giống. Tại vì đã là lúc mà mới gặp là em nói là rất giống rồi, bởi em mới lén chụp hình bà gửi cho mấy anh đó. Không nhìn giống thật. Vâng. Giống. Với lại mình cũng suy nghĩ giống như là gia đình bên ca sĩ Randy đã tìm mười mấy năm rồi mà không gặp nữa. Thì mình cứ thử đi. Bây giờ vận may đi, lỡ trùng khớp sao? Nhiều khi là thông tin như vậy là trùng khớp á. Đúng rồi. Dạ bà ơi, thì con cũng xuống đây để tìm hiểu cái câu chuyện xem cái người con của mình xem có đúng là anh ca sĩ Randy hay không. Thì con cũng tìm hiểu thì hiện nay thì theo cái thông tin là gia đình và những người chòm xóm đây thì cũng thông tin thì cũng kể chuyện thì cũng rất nhiều nét giống và tương đồng với anh ca sĩ Randy. Thì con cũng muốn hỏi bà thế này, thì trong những bước tiếp theo thì con có thể là con sẽ liên hệ cho anh ca sĩ Randy để có thể là xét nghiệm xem thế nào. Thì bà cho con hỏi thế này, thì hiện nay thì bà có mong muốn điều gì trong những ngày tháng còn lại, hay là bà có mong muốn được gặp anh ca sĩ Randy hay không? Dạ muốn gặp ca sĩ Randy con, muốn mà tuy già rồi muốn gặp mẹ con gặp nhau thì được thôi, chứ không có muốn là gặp mà giàu có gì, muốn mẹ con gặp hai mẹ con cho vui lòng vậy thôi, chứ không có muốn cái gì đâu. Muốn cho gặp mẹ con, có cháu muốn gặp cháu luôn. Con là muốn gặp con, muốn gặp cháu, nếu có cháu thì gặp cháu ha. Dạ. Chứ cũng bà cũng không mong muốn gì hơn, không có cần gì về tiền bạc hay cái gì. Dạ, chứ tôi già rồi không biết chết ngày nào, sống ngày nào, miễn gặp con là tôi vui rồi. Dạ. Dạ. Là mong ước cuối đời của bà vậy ha. Dạ. May mắn. Dạ. Hy vọng là bà và anh ca sĩ Randy thì sẽ đúng là mẹ con bà nhé. Dạ. Dạ, con luôn chúc bà mạnh khỏe ha. Dạ. Dạ, con chào bà ha. Dạ, cảm ơn mấy cậu. Dạ.